Yeah.
Dẹp bớt đi đặng cho hồi mình xuống, mình xuống đó đặng đặng hồi mình đi dễ đi. Ơi ba ơi đang diễn quá sâu. Ba của tao không biết đang đóng cái chai gì đây. Ninja gì đây. Này phi công, ninja phi công. Này là thợ. DJ, DJ. DJ. DJ đánh nhạc à? Ừ.
dây chằng cực kỳ nhiều. Dạ, chùa 4 phút. Chùa 7 ngày phải không? Chùa 7 ngày. Cái bồ đề ở chùa tàn nó rộng lớn. Dạ. Lúc đó có đi quay bồ đề không? Dạ có. Có hả? Dạ. Ba con mới nói sư thầy ngoại mới nhờ ra ngoài đang tỉa bớt những cái nhánh mà mới mọc lại. Mọc lại bồ đề mọc ghê lắm. Dạ. Nhưng mà bồ đề nó phá đất dữ lắm, nó phá nền như gạch xi măng. Dạ. Thank you.
Khỏi cái đọt nè, rút 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 ra khỏi mấy tôn cái này, rồi rồi cho chấm đọt này, đừng cái ra, ơi đừng cái ra, xuống xuống qua, xuống qua xíu, xuống rút dây cái bài, rút dây cái bài, rút dây cái bài nhẹ quá. Mà thằng này nó nói nó không nghe được.
rồi xuống, rất rồi. Rồi quét luôn, quét cái nóc nhà luôn. Mùa thu hoa có rụng. Về ngoài dịch quá thì nhiều nên xuống không được, không được. Cái nhánh này nhẹ nó xuống được.
Ba.